Đây, đứng dưới đây, xe đây, xe đó. Anh đổi vô ra để lên cái dầu từ. Thôi đã. Thôi, thôi, cái anh vô đã. Rồi. Rồi, đổ đi. Từ từ, ba người thôi. Rồi. Hai đứa một lần, hai đứa một lần. Đừng đổ ra ngoài, đừng đổ ra ngoài. Đổ đi mấy đứa. Rồi, con cha đây nữa nè. Rồi mấy đứa đổ vô đây. Đó, đổ đổ từ từ, đừng có đổ ra ngoài nha. Đó thì mấy đứa. Anh đây để anh kể mấy đứa nghe. Hồi hồi nãy lúc mà anh giải được cái bản đồ á, anh tìm được ba cái món đồ để giải từ cái bản đồ thứ hai này ra cái bản đồ thứ ba. Nhưng mà thằng trộm á nó nhanh quá, nó chạy qua nó cướp của anh mất một món rồi mấy đứa. Đó, nên bây giờ này ở đây này anh chỉ còn có hai món à. Mà trong bản đồ nó nói á là phải có đầy đủ ba món thì mới có thể giải được cái tấm bản đồ thứ hai này đi tới tấm bản đồ thứ ba. Đó, thì thôi bây giờ như thế này. Đây, bây giờ á anh gieo cho mấy đứa nha, mấy đứa giữ giùm anh, giữ kỹ đừng có để thằng trộm nó lấy nha. Rồi anh cùng với lại chị Hiền sẽ tiếp tục chạy qua căn cứ của nó lấy lại cái món đồ thứ nhất, xong rồi quay lại đây giả của mấy đứa nha. Đây đứa này giữ cho anh nè. Rồi đây em giữ cho em. Rồi đây là món đồ thứ hai nè mấy đứa, giả đó thì giữ cho anh nha. Rồi bây giờ anh với chị Hiền sẽ đi quay nó lấy nha. Đúng rồi lấy ra ông ơi. Không mày ra cho anh ông ơi. Mày đây. Ông ơi, cố lên bông ơi. Bông ơi. Mày đây. Ra đây đi anh. Đúng rồi. Đi. Nó vẫn đang ngủ. Nó không có biết là anh em mình đã lấy được của nó rồi. Anh nhìn thấy chưa? Chỉ có bông mới lấy được cái đây thôi. Thôi bây giờ nha anh em mình về. Chứ không là nó dạy là chết. Dừng lại anh. Điều đấy cho biết. Nó dám lấy cái món đồ của mình mà nó còn bắt em bông nữa. Mày nó dạy mày chạy không kịp đâu. Mày chết mẹ vậy. Nó dạy rồi. Đúng không? Đúng rồi, bây giờ cướp lại được rồi, bây giờ phải quay trở lại chỗ mấy em fan thôi. Đúng rồi, cả nhà. Thì lúc nãy á là mình với em mình á rất là cố gắng để vô cái hang ổ của nó canh lúc nó ngủ á mới lấy được lại cái món đồ mà còn thiếu nè. Thôi bây giờ anh em mình quay lại chỗ em fan rồi trả cái bản đồ thứ ba ra. Chứ em nghĩ nó theo dõi mình á. Đi nhanh giải nhanh đi để tìm ra được cái tấm bản đồ thứ ba. Ôi da. Đây mấy đứa. Anh với chị Hiền á là phải canh cái lúc nó ngủ á đó. Đó, rồi nhờ em bông nữa mới chạy vô lấy lại được cái món đồ thứ nhất nè. Để về trả cái tấm bản đồ thứ hai đây cho mấy đứa nè. Thắng không anh đi, em phát hiện ra có cái tấm gì ở dưới mà. Nhưng mà em không dám mở ra. Tấm gì em? Mở ra thử hai. Ôi đúng rồi. Con có tấm gì nè mấy đứa.
Trời ơi, nãy giờ mấy đứa có thấy không? Đâu đâu, lấy ra coi coi. Cái tắm gì đây, tắm gì đây? Gì đây? Đây đây đây. Hãy đây đây để anh đọc cho. Hãy làm thức tỉnh ngọn núi lửa thiên. Cánh cổng thứ hai sẽ được mở. 1 cộng 2 cộng 3 là sao ta? Rồi, tôi thử coi coi. À, nãy nữa này có vẫn có dòng chữ này. Chỉ những người thật sự xứng đáng mới có thể gì đây? Đạt được món quà này. Mẹ mẹ Hiền. Mấy cái dòng chữ đó ý nó nói gì Hiền, mà tại sao lại nói số 1 cộng số 2 cộng số 3 là sao? Không, cái câu này giống như trong bản đồ nè. Cái câu hãy làm thức tỉnh ngọn núi lửa ở trong bản đồ có mà. Ừ đúng rồi, nhưng mà anh vẫn không hiểu số 1 cộng số 2 cộng số 3 là như thế nào rồi ta. Có mấy cái đồ mình tìm được thử. À đúng rồi. Cả nhà hồi nãy mình tìm được 3 cái món đồ. Đâu số 1 là mấy đứa này giữ số 1 đưa cho anh. Đây này số 1, đây số 1 này cả nhà. Đó số 1 nè. Đây số 1 đâu? Đây số 1 nè. Rồi số 2 đâu? Số 2 đâu? Đang đây số 1 anh. À đây số 2 này cả nhà. Rồi số 2 đây đưa cho anh. Rồi. Số 3 đâu? Số 3 bên đây, số 3 mình cướp. À đúng rồi, số 3 là cái số mà nãy mình lấy lại được của thằng trộm á cả nhà. Nhưng mà mấy đứa cho anh hỏi nè. Mấy đứa thấy cái những cái đồ này nè, nó có liên quan gì tới cái câu đố không ta? Nó đâu có liên quan gì tới ngọn núi lửa đâu đúng không? Hay là mấy cái đồ này mình phải tạo ra ngọn núi lửa. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Theo Thảo thì sao Thảo? Em nghĩ là mấy cái này là chắc mình phải làm cho thành một cái núi lửa anh. À, làm thành một cái núi lửa hả? Em còn theo em thì làm thì những cái này nó liên quan gì tới ngọn núi lửa em? Theo em mình phải cộng những thứ này là sẽ ra ngọn núi lửa anh. Ờ, ngày xưa á mình nhớ là mình hồi mà mình có học á thì những cái chất này nè trộn với nhau hả? À đúng rồi. Cái đây á là cái phản ứng hóa học tạo thành cái gọi là kem đánh răng con voi, mấy đứa nghe chưa? Ủa mấy đứa kia đâu hả? Dạ. Đó đó. Đúng rồi, mấy đứa thấy không? Đúng không? Anh nghĩ đúng á chứ làm sao mà có oxy về đây được. Thì thấy đúng không Hiền? Bây giờ làm ngọn núi lửa đi. Nhưng mà bây giờ làm sao? Theo Hiền thì làm sao? Nó nói 1 cộng 2 cộng 3 nè. 1 cộng 2 cộng 3. À, đúng rồi. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng hết những cái số này nè trộn lại với nhau là nó sẽ hình thành lên cái núi lửa, rồi từ cái núi lửa nó sẽ ra một cái manh mối dẫn tới cái tấm bản đồ thứ ba đó cả nhà. Đó thì bây giờ anh với chị Hiền với lại biết Thảo sẽ tiến hành cho mấy đứa coi nha. Ok. Đó thì đây nha cả nhà. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành cái thí nghiệm này, đó là gọi là thí nghiệm kem đánh răng con voi. Đó, sau khi mình làm đó là nó sẽ phun ra một cái lượng gọi là bột rất là lớn luôn. Đó là nó hình thành y như ngọn núi lửa vậy đó. Rồi ok. Thì ở đây á là mình đã lấy được 3 thứ. Thì thứ đầu tiên á đó là oxy gà nha cả nhà. Oxy gà này Hiền. Đó. Rồi, cái thứ hai á là gì đây? Xà phòng. Cái thứ hai xà phòng nha. Cái thứ ba á là bột lên men. Đó. Thì bây giờ bắt đầu là mình cùng các em mình sẽ tiến hành luôn nha. Giờ làm sao Hiền? Giờ lấy găng tay đeo vô hai. Ờ à, đúng rồi, đầu tiên là găng tay đã. Mấy đứa ngồi chú ý nha. Anh xem liệu nó có dăng vô mặt mình không? À không em. Cái đây á khi mà anh làm á là anh sẽ để riêng ra, còn lúc mà anh mà cho nó phản ứng với nhau á là mấy đứa sẽ đứng ở một cái vị trí an toàn ngồi xem thôi, được chưa? Rồi trước tiên á cả nhà phải đem găng tay vô nha cả nhà để đảm bảo cái gọi là an toàn. Rồi đây bây giờ đổ chung vô luôn, mở ra. Đó thì bây giờ mình sẽ đổ hết toàn bộ những cái chai này vô trong một cái bình nha cả nhà. Đang đổ cho Thảo, rồi Thảo đổ đi. Thôi được rồi. Đi thôi. Rồi, tập trung đổ vô nha, mọi đứa đổ cho chảy ra ngoài nha. Rồi, từ từ. Vô rác luôn chỗ vô đó. Rồi đổ vô cho anh. Rồi thay phiên nhau đổ. Rồi, mọi đứa lọ. Đứa đổ xong mình ngồi lại vị trí cũ. Rồi, mấy đứa đổ vô đây. Từng đứa ơi, cô em ba đứa đổ một lần. Rồi, từ từ nha, ba người đổ một lần. Rồi, đổ đi. Từ từ, ba người thôi. Rồi. Hai đứa một lần. Đừng đổ ra ngoài. Cả nhà. Đó, cả nhà đâu, lần này á là mình cùng với tất cả các Eva để giải cái câu đố này nha cả nhà. Đó, đổ dưới đây, đổ từ từ thôi. Đó, mấy đứa. Đó, đổ đây, đổ từ từ ra nè. Đó, cẩn thận nha. Rồi, từ rồi, anh đổ hết rồi đó, rồi, dừng, rồi. Đổ đi mấy đứa. Rồi, còn chai đây nữa nè. Rồi mấy đứa đổ vô đây. Đó, đổ từ từ, đừng có đổ ra ngoài nha. Đó thì đầu tiên á cả nhà là lấy hết toàn bộ oxy gà mình đổ vô trong một cái chai 5 lít này. Đó thì hiện tại là nước là lên tới đây nha cả nhà. Rồi, cố lên. Rồi từng đứa một thôi. À. Rồi, thả đổ vô đi.
rồi thả đồ vô. Rồi đó thì ok cả nha. Sau khi mà đổ xong trong đây á thì tất cả những cái chai lọ mình sẽ bỏ vô trong một cái bì đây để mình giữ vệ sinh chung, không được xả rác lung tung nha. Sau khi á mà mình đã đổ hết tất cả oxy già vô trong mình rồi á thì tiếp theo á là mình dùng cái nguyên liệu thứ hai, đó là men nha cả nhà. Mình sẽ đổ vô trong một cái bình nước này. Đó. Đây lấy đút của tên ăn trộm. Đúng rồi, cái đây á là nãy là mình đột nhập vô cái hang ổ của thằng trộm á, mình mới lấy lại được nè. Nếu mà thiếu cái đây là không thể làm được đâu cả nha. Rồi. Rồi thả bỏ rác vô trong giùm anh Thảo. Rồi Thảo đổ đi. Rồi Thảo đổ cho Thảo. Rồi bây giờ khuấy lên nè Hiền. Rồi đâu rồi đưa cái nắp đâu. Rồi xong rồi nha cả nhà, thì bắt đầu là bây giờ mình sẽ lắc nó lên, lắc đều lên để cho nó tan ra. Đó Hiền, anh giao nhiệm vụ gì? Lắc ra Hiền, lắc đi càng lắc nhiều là vận may càng tới nha cả nhà. Rồi bây giờ là tới cái bước thứ ba đây. Như cả nhà đã thấy nè, nó có ghi số 1, cộng số 2, cộng số 3 đúng không? Thì bây giờ là bước thứ ba là bây giờ mình sẽ làm tạo màu. Thì đây là cái món thứ ba nha cả nhà, đó là nước rửa chén. Đổ vô Hiền, đổ bao nhiêu rồi nó anh dừng lại nha. Được chưa? Được không Hiền? Thôi hả? Không? Có đổ màu vàng. Rồi có màu. Đổ màu đây, bây giờ ở đây tổng cộng là bao nhiêu màu? Đây, anh sẽ cho hai em fan. Hai chị em. Rồi, ngồi nước. Bây giờ, ngồi nước. Rồi, bây giờ đứa ai cũng có hết, ngồi xuống đi. Anh nói từ, ngồi nước, nói. Bây giờ trong đây nha, mỗi đứa sẽ nhỏ vài giọt thôi, được chưa? Rồi bây giờ sẽ đi từ em đây, mỗi đứa nhỏ một giọt, nhỏ vô đi. Dạ không nhỏ, bây giờ chút nữa ra màu ghê lắm á. Rồi cho rồi em thả nhỏ đi. Rồi cho cô em này nhỏ một cái. Nhỏ đi. Đi thôi. Rồi nè cô em đổi ra đây. Đi thôi mũi thôi. Rồi đến em vàng đây. Để chân bé đi ạ. Rồi mỗi đứa đi thôi xíu thôi nha. Rồi. Mở nắp lại. Rồi bây giờ là sẽ tới công đoạn là mình sẽ trộn màu lên nha. Không có cái cây gì ta, có cái cây giống như trộn ta. Hả? À, thôi khỏi cũng được. Hay. Được chưa? Bây giờ mấy đứa thấy cái màu đẹp không? À. Rồi bây giờ là đặt xuống. Đó thì đây nha cả nhà. Thì hiện tại là mình đã làm xong gọi là những cái bước cơ bản. Đó là đã hình thành nó rồi. Em mình á thì đang trộn cái men. Còn mấy em đây á là đang ngồi coi. Thì bây giờ á mình đợi cái men nó xong á là mình sẽ đổ vô và bắt đầu là tiến hành cái quá trình phản ứng hóa học nha. Tạo ra kia nó đang cô vơ nha. Mấy đứa có phấn khích không? Đâu? Nó to lên. Rồi bây giờ anh hỏi mấy đứa nè. Mấy đứa có tin là cái phản ứng hóa học này nó sẽ thành công không? Và anh có thể giải được cái tấm bản đồ thứ hai đi tới tấm bản đồ thứ ba không? Em nghĩ là có. Ok, thì mấy em ở đây là có nha. Bây giờ mình hỏi mấy em ở đây nha. Thì tụi mấy em là có thành công không? Dạ có. Rồi, đây nha. Thì đây á là lần đầu tiên mình làm đó nha. Nên đâm ra nếu mà có thất bại là cái gì là coi như là bỏ qua nha. Đứa này muốn vô hình thì đứng sau anh nè. Rồi, để anh đang có gian rồi đã. Rồi, đứng dưới đây, xe ra. Anh đổ vô ra, để lên cái gì không? Từ. Rồi đã. Từ, đổ cái anh vô đã. Rồi. Không nổ đâu mà nó xin bọt lên đó, mấy đứa né ra nha. Thử coi. Rồi. Bắt đầu nha cả nhà tiến hành nào. Hiền lỏng quá Hiền ơi, lỏng quá. Đổ vô không được. Thôi được. Rồi nha. Từ. Hình như là cái đây nè mấy đứa, anh làm hình như là nó vẫn chưa đúng hay sao á, nên đâm ra nè mấy đứa anh coi nè, nó vẫn không hiện lên một cái manh mối nào để dẫn tới cái tấm bản đồ thứ ba cả.
mình nghi á là thằng kẻ trộm nó đã chéo đi cái món đồ thứ nhất rồi, nên đâm ra là cái tỷ lệ mình bỏ vô nó không đúng đó. Nên bây giờ cả nhà thấy không, cái phản ứng hóa học quá nó không có hiện mạnh lên. Anh Thắng ơi, lấy không đúng rồi, sao mà nó không có phun ra mạnh như vào trong phim anh? Ờ đúng rồi cả nhà, mình thấy á nó cũng không có phun mạnh như là ngọn của lửa thật, nên đâm ra cả nhà mình tìm vẫn không có một cái manh mối nào hết cả nè. Đó, vậy là mình đúng rồi. Cái tấm bản đồ á nó có chỉ những cái món đúng và những cái món sai, mình phải lấy những cái món này mà đúng á thì mình kết hợp nó mới ra được ngọn núi lửa. Vậy mà tôi tưởng tao tụi bay thông minh lắm đã tìm ra được tấm bản đồ thứ ba, cuối cùng tụi bay cũng thất bại như tao. Cái gì đây? Tao phải xem tụi bay sẽ làm như thế nào. Là mất công tao hiểu rồi. Mà đây tiếp. Anh cũng dạy em, bây giờ cái thí nghiệm này thất bại rồi, mình đâu có làm được cái ngọn núi lửa đâu, thì đâu có cứu được sâu ra đâu. Bây giờ mấy đứa biết không, cái bản đồ nó nói là phải làm thức tỉnh được ngọn núi lửa, mà cái ngọn núi lửa đó anh làm không đúng á, nên năm ra là không có cái manh mối nào để đi tìm và giải câu đố để cứu được sâu hết á. Giờ sao đây mấy đứa? Anh cũng nghĩ như em á. Thôi để bây giờ anh em mình giải tiếp tục cái bản đồ đi, rồi coi thử là cái manh mối nó còn ở đâu đó nữa không, rồi mình làm lại cái ngọn núi lửa khác. Đó, để mình phải làm sao cho nó hoạt động á thì mình mới có thể cứu sâu được. Ok nha, yeah guys. Yeah.